Nếu như tình hình này mà đầu tháng 3 là nó khô cạn luôn. Chiếc tàu mình nó mắc cạn luôn kìa. Giờ là đâu có ra vô. Mấy cái ngắn này dài dài dưới mà giờ ngắn vô ngắn nè. Cũng quen không khô hơn cái này nữa. Dạ. Bây giờ nước còn lúa giờ ta có số này mới xạ mới chỗ rồi đâu có nước. Thấy được cái dấu nước là cái chỗ ướt ướt đó cô chú anh chị. Từ đây mà chỉ mới có 2-3 ngày nay thôi mà nước nó bốc hơi nó giật xuống nhiêu đây nè. Là khoảng giật đã giá lúa nó thấp rồi còn thêm kiểu này cái nữa là còn sụt nữa. Lúa bây giờ còn có 7 ngày nhiêu. Là bà con bể nợ luôn. Năm nay làm như là hạn nó tới sớm hơn năm rồi hay sao chú? Sớm hơn với năm nay hạn sớm mà với người ta xả lúa hơi trễ đó. Dạ. Dạ. Tôi bán ghe vô không được nè. Dạ. Xe nắm bướng nó ép mình vô nó cơi tiền xe lên. Dạ. Cô chú và anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Nam đang có mặt ở tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là kinh hội cô chú anh chị. Một con kinh dẫn nước ngọt vô cho bà con sinh hoạt tưới tẩm hoa màu lúa. Thì trong thời điểm này, thời điểm mùa khô hạn hán năm 2024 thì ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Long Xuyên đã có những cơn mưa đầu tiên để tưới tẩm giải bớt cái nắng oi bức của những ngày nắng gắt. Thì đồng thời bên cạnh đó là ở huyện Trần Văn Thời phải nói là một cái sự hết sức là gắt luôn, là năm nay là hạn hán rất là sớm và dẫn tới là những cái con kinh á nước ngọt như con kinh hội ở đây trước màn hình cô chú anh chị mình có thể thấy nè, là nước đang cạn dần rồi thêm thiếu nước ngọt để tưới lúa rồi đó, bà con phải bơm lên tưới lúa. Thì sau bao nhiêu ngày hạn hán kéo dài thì hiện tại là con kinh là sắp sửa hết nước luôn cô chú anh chị. Cái con kinh nước ngọt này là nó cũng khá sâu, nhưng mà bây giờ vị trí của em đang đứng là muốn gần chính giữa con kinh luôn rồi, nó chỉ còn có một xíu nước à. Kìa cô chú anh chị mình thấy bên kia một chiếc thuyền, một chiếc tàu rất là lớn và nó đang bị mắc cạn luôn. Và ở video này thì em mời cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành với em, rồi mình sẽ đi thăm tình hình hạn hán năm nay của bà con cũng như xem bà con khó khăn tới mức nào nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem kênh Hoàng Nam Vlog nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha, để làm động lực cho em làm thêm nhiều video nữa gửi tới cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì em sẽ quay màn hình lại để chia sẻ ha. Mời cô chú anh chị các bạn theo dõi video nha. Đây nè, cô chú anh chị các bạn mình có thể trông thấy ha. Đây là cái bờ nè, đi dài xuống thì chỉ còn có một xíu nước thôi. Hai bên bờ kênh là bây giờ là muốn cạn hết rồi. Chỉ còn ở chính giữa đáy hồ, đáy kênh là còn một xíu nước thôi. Còn đó là ngoài kia là cái cống của kênh hội á, phải đóng lại để ngăn xâm nhập mặn của chú anh chị. Ở đây thì hình như là cũng bắt đầu có dấu hiệu của sạt lở. Đây của chú anh chị mình nhìn nè, sâu vô trong này nè, nó ăn luồn vô trong này là rất là sâu ở trong mé bờ rồi. Có dấu hiệu của sự sạt lở nha. Nên là bà con ở đây là bắt đầu hình như là chuẩn bị đào để làm kè. Đây, giờ thì em đi dài lên kia ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Đất bây giờ là nó đang có dấu hiệu là nó hạn hán, bắt đầu nó nứt nè. Ở dưới cái lòng kênh nước ngọt này phải nói là đúng ra là đất nó sẽ không có nứt như thế này, nhưng mà hạn quá hạn thành ra bây giờ nó đang nứt đất từ từ rồi cô chú anh chị. Và dài vô trong kia luôn là còn rất là nhiều nha, nhiều chỗ bị sạt nữa. Bà con phải đang gia cố lại. Một xíu này em sẽ đi di chuyển dài trong đó ghi hình cho bà con mình xem ha. Giờ thì em đi dài ra đây. Ở đằng này có một chú đang đào đất kìa. Em nghĩ là cái này là bà con chuẩn bị làm kè lại để giữ đừng có cho lỡ đất cô chú anh chị.
Dạ con chào chú. Cái này là mình đang đào mình làm gì chú ha? Bờ kè. À, vậy làm ủa mà sao mình làm bờ kè chú ha? Sao lỡ rồi. À vậy là do tình trạng là hạn hán rồi cạn nước rồi bây giờ là nó có dấu hiệu của sạt lở hả chú hả? Dạ. Ta sạt lở đó ta làm. Dạ. Cái này là nếu làm vậy là theo cái khúc của ai thì người đó làm hay là cái này là của chính quyền địa phương mình làm chú? Đúng rồi, khúc của ai mới làm đâu, chính quyền đâu có. À vậy là cái này là coi như là cái khúc của ai thì người đó làm ha. Ta có dạ. Người ta làm mà người có người ta làm. Dạ. Chú mà theo như mình thấy thì mấy năm trở lại đây có lần nào mà ở huyện Trần Văn Thời mình bị hạn mà nó nặng gì không chú? Có năm rồi nó khô luôn á. Năm rồi hả chú? Năm rồi trước vậy, năm nay đỡ. Năm nay là đỡ hơn nữa ha. Ồ vậy là theo như chú chia sẻ là có năm năm trước hay là năm kia gì đó là nó khô luôn cái con kinh nước ngọt luôn á cô chú anh chị. Vậy là năm nào cũng bị hả chú? Không biết nữa, bị lâu lâu về một lần. Dạ. Có đi lại kia người ta làm bà kè kia hỏi ta ở đây. Dạ dạ. Vậy là cái này mình đào xong nữa mình đóng cái gì xuống chú? Làm dàn đà. Mình đổ đà. Đổ đà dàn rồi mình xây lên. Xây lên. À vậy là mình xây lên giống bên kia hả chú ha? Đúng rồi. Thành lắng người ta làm. Dạ. Còn thấy có những chỗ bên kia thì người ta không xây, người ta cặm bằng dừa ha. Dạ. Rồi công nhận nguyên một cái con kênh nước ngọt mà giờ còn có chút xíu nước à. Đắng người ta làm bờ kè thằng đắng. Dạ. Đi đắng hỏi ta. Rồi con cảm ơn chú nha. Hôm nay mới về cũng gành hút nước. Dạ. Để em đi về dài thằng kia ha. Đi lại chỗ. Dạ dạ. Dạ. Đây dài vô chổng là nó cạn gì không á hả chú? Trong chổng người ta làm cũng gai gai bờ kè cũng bộn rồi đó. Dạ. Vậy. Dạ. Làm vậy đâu chứ, chạy dài dài vô khúc giữa. Vậy là có đoạn thì còn chút nước, có đoạn thì nó cạn khô luôn cô chú anh chị. Kìa. Chiếc tàu bên đó mắc cạn luôn kìa. Giờ là đâu có ra vô gì được. Rồi thêm là lúa bà con chưa có cắt nữa. Thành ra năm nay là phải nói một năm khó khăn nha. Lúa chưa cắt mà cái tuyến đường thủy để đi vô cho những cái người mà người ta mua lúa, người ta mua vô mua lúa thì bây giờ không có vô được. Thành ra là giá lúa nó cũng bị rớt thê thảm luôn. Tình hình thì năm nay là vừa hạn hán mà lúa rớt giá nữa. Thành ra là bà con chắc cũng rất là khổ cực á. Em sẽ đi dài dài chổng cập nhật nha cô chú anh chị ha. Dài dài phía bên sông em thấy ở chỗ mấy cái gốc dừa với mấy gốc kè ở dưới á nó húng vô rất là sâu luôn. Là có hiện tượng của sạt lở luôn nha. Bên đó thì có hai chú thím đang chặt mấy cái bụi tre nè. Ta sợ lỡ vô tới bụi tre rồi bỏ uổng á. Thành ra là người ta chặt tre, người ta lấy tre người ta xài. Rồi nếu nó có lỡ vô tới mấy bụi tre thì cũng không sao, mấy gốc bỏ luôn. Dưới lòng sông mà nó nứt kiểu này nè. Chiếc chẹt mấy cái chiếc mà vỏ lãi nhỏ nhỏ kiểu này thì còn chẹt.
thì được. Nếu bự bự là mắc cạn hết, không có chạy được. Nứt hết trơn luôn. Em chào ông nha. Ông hai, bộ năm nay là mùa hạn nó tới sớm không hai? Dạ. Nó cạn năm nay cạn sớm hả không? Hồi tháng 10 là nó đã muốn cạn hết rồi. Dạ. Đây là độ cái đường chính mà độ không có được kinh chỗ này giác đây rồi sao mà độ này được. Ờ, vậy là cái tiếng này là cái tiếng chính để ghe xuồng đi vô mua lúa rồi đó hả ông bác? Đúng rồi, đúng. Đường chính người ta mượn. Dạ. Từ ở đây là lá bạc xào lưới ba tỉnh lịch lùm chùm thật rồi, đi đường này không được nào. Dạ. Bây giờ đường kinh Di Khô thì người ta đâu có đi được. Ồ, nếu như mà không đi được rồi sao người ta vô mua lúa thóc gì được không bác? Đi bây giờ không được thì bây giờ xe chở ra. Dạ. Xe con á chở ra rồi mấy cái đường ở lộ cái á thì cái dạng là xe tải là cái dạng xe con đưa ra. Dạ. Cái xe tải vô đâu được. Dạ. Vô quá tải thì giao thông không có. Dạ, vậy là giờ mình phải tải ra từ từ. Ờ, tải từ, nếu mà tải quá thì là nó bắt quá tải á. Dạ. Vậy rồi cái tình trạng mà nó cạn như thế này bao lâu nó mới hết hay không bác ha? Đây là nó nếu mà cạn đây, nếu mà hết cái tour tháng 2, cuối tháng 2, tháng 3, dạ, tháng 4, tháng 5 là mới lợi, là ông trời mới mưa mới có nước. À, nghĩa là tới tháng 5 bắt đầu có mưa thì cái con kinh này mới có nước lại. À, có nước lại, có nước lại, mà nếu không có vét lại nữa thì bắt đầu nó cạn nữa. Ôi ơi. Kinh này có lã không vét lại nữa thì mà chính phủ mà không vét kinh này nó thì... là người ta ba con ta cứ đi làm không được, bơm nước không được, nước đâu bơm. À, vậy là chủ nếu vô con mặn dưỡng ngọt mà cái này nhẵn ngọt mà ngoài mặn mà dưỡng ngọt, cái này đây kinh máy ngánh này đâu ta bơm nước lên đâu được đâu. Dạ. Rồi nước không bơm mà mặn. Vậy là cũng ảnh hưởng tới đời sống bà con mình nhiều lắm. Thì chú bây giờ chú đây đây mấy cái ngánh này dài dài dưới bây giờ ngánh vô ngánh rồi khô que không khô không cái này nữa. Dạ. Bây giờ nước đâu lúa giờ ta cái số này mới xạ mới chỗ thì đâu có nước đâu mà bơm thì mấy kia mẹ nông dân chỗ này nó chết bị gì cái đường kinh chính đó nữa. Vậy là cái con kinh nước ngọt này chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp. Đúng rồi. Dạ. Nếu như mà nó chia các ngánh. Dạ. Là cái đây là cái kinh hội này là nó dạng cái mà cái dạng nó chia về ngánh. Dạ. Nó mới chia vô trong ruộng đâu. À, chia trong ngánh cho người ta mới bơm lên ruộng được. Dạ. Công nghiệp được. Số thì luôn bây giờ người ta mới xạ tháng 10 nó mới xạ thì cái qua Tết ta mới gặt mà cái kiểu này đây lúa mà nước đồng bơm nữa chịu chặn vậy rồi lúa như có giá không ông bác? Lúa giờ sửa sạn nó sụt rồi còn có 7.000 cái nhiêu. 7.000 vậy là nó sụt nhiều hơn năm rồi không bác ha? Sụt nhiều. Ồ, vậy là bà con năm nay cũng khổ dữ lắm à nghe. Lúa mà cái dạng đồng kinh hội này cắt trước á thì được 1 ký á, được 17.000. Dạ. Đó là cái dạng ta làm trước đi cái là nông sưng, còn này ra sưng. Đó, mấy cái dùng dưới từ ở bích kịch bào cả giữa, ông thiệt. Dạng dưới rồi bây giờ là làm mới cắt thôi. Mèn ơi, vậy cơ. Rồi đâu nước rồi, còn bây giờ ta cắt chỉ là cắt chính hát thôi chứ đâu còn ấy gì đâu. Dạ, tại đâu có nước đâu mà bơm lên. Ở chú thấy bây giờ nếu mình chậm đồ quá thì mình tưới nước nữa mới tốt. Dạ. Còn tưới nước nó không tốt. Vậy thôi. Dạ, vậy là cũng như nước xài thì không có ảnh hưởng gì. Nước xài không ảnh hưởng gì. Chủ yếu là nước bơm lên ruộng. Nước lên ruộng thôi. Dạ. Không có gì hết. Đó. Bây giờ chơi cái kinh này bây giờ tao hỏi tôi nói mấy ông này tao nói trời ơi. Có tướng trên nó trơn xuống mà coi mẹ đặng thiết cho bà con mẹ xuồng ghe rồi đi chứ chỗ này. Dưới thêm cái này là con kinh chính mà kiểu này là bà con là mệt trong mình dữ lắm á. Mà tôi nói là mà chú của này là bây giờ á, đi kinh á, thì cái dạng á, mình vét lại cho nó sâu. Dạ. Cho bà con á, để có phục vụ. Dạ. Rồi á, đừng cho cấm dứt là không cho cái đầu xe chạy. Dạ. Đó là cấm dứt là không cho đầu xe chạy nữa. Tôi thấy là tới mùa hả? Đầu xe nó tải rồi ra chú thấy nó chạy nó đập thở mẹ hết trơn. Thì đó là không bao lâu thì nó cạn. Mà con thấy hình như là hai bên bờ mình cũng đang có dấu hiệu đang sạt lở đó không bác? Trời ơi, chú vô dài chổng sạt mẹ hết. À, vậy là đã sạt hết rồi. Bởi vì sóng tạo quánh xuống này không nhộn luôn. Dạ. Kênh này đó có ba lớn đâu. Kênh này có mô, có thám thước cái nhiều. Dạ. Giờ nó lỡ đó. Dạ. Chết được. Rồi.
Nè, tôi giờ không có ấy rồi, có tôi cũng tấn bà kè chứ mà tiền đâu giờ tấn. Dạ. Tấn bà kè đâu có chuyện rẻ đâu. Dạ đúng rồi. Tấn bà kè là mình có không một cái nhà đó chứ bộ. Dạ. À, chịu chết rồi. Ở đây là con thấy cũng bắt đầu lở vô rồi nè. Ờ thì đó, chống tàu đánh đó. Dạ. Ờ mưa nước rồi thì nó ấy rồi bây giờ khô ra cái này rồi bây giờ tàu ra đâu có đi được nữa. Thôi đây. Vậy là bây giờ coi như mà lúa mà ai cắt sao dài dài trong kia là giờ chịu chặn hết. Chịu chặn hết. Từ đây là chảo xuống dưới là mấy số là mới mới à vườn xài giờ mới có chỗ mới ngậm sủa thôi. Rồi không có nước luôn. Ờ mướn nước đâu nó mớm. Rồi nếu như vậy là dạng lúa mà đang tới mùa gặt. Đang tới mùa gặt mà không có nước kiểu này là đã giá lúa nó thấp rồi còn thêm kiểu này cái nữa là còn sụt nữa. Sụt nữa. Lúa là... bây giờ còn có 7 ngàn nhiêu. Là bà con bể nợ luôn. Bể nợ luôn. Chị chết. Còn ai mà gặt trước á thì đỡ. Dạ. Gặt trong Tết á thì đỡ. Lúa là được tính mười mấy ngàn. Dạ. Còn bây giờ ra tới ra sưng này cái nẹn ra sưng rồi nè. Là chịu chết. Trời ơi chị vậy. Vậy là bà rồi. Con cánh dài dài trống là mệt rồi. Mệt rồi. Con tôi nó mới đi chở lúa xe tải anh dễ dính lúa bây giờ nó nói là bây giờ còn có 7 ngàn. Dạ sụt quá sụt rồi. 7 ngàn đó lúa tốt đó, là nó mua nghe. Dạ. Còn lúa không tốt là nó còn sụt nữa à. Rồi. Đó. Bởi vì tôi nói chú là lúa dặn lừng lừng á. Dạ. Bởi vì nó bỏ cái dặn nhà máy á là nó trà ở lừng gạo. Dạ. Mất gạo của người ta. Đó, lúa mà được nó tổ mà lên mà nó ngon hột lúa thì người ta mới lời, người ta mới mua giá cao. Dạ. Còn mà lúa mà lừng lừng người ta muốn rẻ rẻ thôi. Dạ. Lúa cốc này đây, từ đây bắt đầu vô ở dưới đường đất này nè. Sẽ thẳng sụt nữa nè. Dạ. Thêm gặp tình trạng kiểu này là còn sụt nữa. Đúng rồi. Ở kinh này á nó có nước. Nó chia vào ngánh hết. Là người ta đỡ. Dạ. Nó bà con không có đánh đổi. Mà người ta năm nay mà nhờ năm nhận tháng hạn mà kiểu này mà năm nhận 13, 10 thường ta nói 13 tháng, 12 tháng này 13 tháng mà đủ mới tính ra người ta nói ngon rồi, tính không phu kinh. Cuối cùng ngờ nó có phu kinh hết trơn luôn. Độ khô bây giờ người ta chịu chặt lúa thì nó trúng hồi còn nước thì nó chỗ ngon lắm. Dạ. Tới chừng nó lên nó cong cái me rồi bắt đầu cũng rồi, hết nước bồn. Bắt đầu nó chịu cặn đứng. Ừ. Thôi chịu chết chứ không có gì. Kiểu đó trúng thành thất. Trúng thành thất. Nó mất giá. Dạ. Dài dài ở đây là con thấy ý là ở ngoài này là nó còn muốn cạn, kiểu này là dài trong kia là còn cạn nữa. Khô rồi. Khô luôn rồi hả bác? Khúc này nè, dài dài giống tôi đi, dài giống tôi. Múc có đường kinh này chổng là rồi. Màn rồi. Chị chết luôn. Vậy là tội nghiệp bà con khúc trong kia quá chừng rồi. Mấy giờ vô, chú chạy vô mấy cái ngánh dài dài dưới bây giờ là kinh khô cho rồi. Dạ. Mấy ngánh là vô hết, thôi khô hết. Dạ. Từ đây ra đây qua kịch bàn à, đây kinh khẩu qua trẻ kịch bàn à, là một đường kênh nè, xuống vườn xà ông Thắng Mỹ nè, vườn xài nè, bây giờ mấy ngách đó là bắt đầu là nó khô trước cái này nè. Dạ. Còn nước nào nó đâu mà để mà bơm, ở đây này nó khô cái dặn ở ngoài thì nó khô cái đường chảy thì nó khô rồi, ở này cái động lạch nó gì đó thì nó có nhiều nước đó. Dạ. Cái kiểu này là tội nghiệp nhất là mấy bà con mà trông cho tới mùa á, ông bác trông tới mùa đặng gặt lúa rồi đặng xây sở ba cái tiền phân thuốc rồi đó. Đúng rồi. Mà gặp kiểu này nữa là bể nợ luôn rồi. Lỗ. Mà cái này lỗ rồi, chúng thành thất hết rồi. Dạ. Chúng lúa mà lại thất lúa mà lại thất giá luôn. Chết luôn. Cái này sao mà mấy ông mà này mà sao mà giải quyết được cái đường kinh này mà vét lại là ngon lắm, vét là mấy bà con nó mừng. Dạ. Chứ cái này mà không vét đường kinh này thì rồi. Vậy là đây bà con phải chịu chặn tới tháng 5 nè. Tới tháng 5 mới có nước. Màng ơi. Từ tôi nói chú tháng 5 nè, tháng 6, tháng 7 làm mấy cái tháng đó là ông trời mưa đó. Dạ. Nếu mưa nó mới có nước, không mưa là rồi. Đây bây giờ còn chưa hết tháng giêng. À, bữa nay mới có 19 tháng giêng à. Dạ. Mà đây có một tháng tháng giêng này nữa, còn bước đầu tháng 2 cái nữa. Dạ. Rồi hết tháng 2 cái nữa là con kinh được khô. Dạ. Kinh được khô rồi chắc rửa mất rồi, giờ nó còn vạch. Tôi cái giờ đi là cái kinh nước lòng vạch còn mới sâu đi. Dạ.
thì bao lâu nó cũng khô rồi. Rồi con cảm ơn bác nha. Dạ. Chết rồi. Kiểu này là bà con năm nay khổ rồi. Khổ rồi. Dài bên kia người ta sợ lỡ người ta đốn tre luôn hả bác? Cái đó là tấm bật bực á. Mấy cái người ta có tiền người ta tấm bực. Dạ. Còn mấy người mà không có tiền thì rồi chịu trận. Dạ. Như bên đó người ta sợ lỡ vô tới hoặc là người ta chặt tre để người ta kè lên. À, bây giờ thì mình đi di chuyển dài dài vô kia để coi tình hình bà con trong kia như thế nào ha. Đây thì bà con cũng đang bắt đầu xây kè để chống sạt lở cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy bờ bên kia đất nó khô nứt nẻ hết trơn luôn á. Mấy chú đây xây lên được một khúc rồi, đang chuẩn bị cái này là mình chuẩn bị đổ đà hả chú? Cái này như là làm kè này là khúc của ai người đó làm không chú? Tự làm. Dạ. Thì ai đấy là bỏ tiền làm hết. Dạ. Chống sạt lở. Có năm nào mà cái con kênh nước ngọt này nó cạn như vậy không chú? Mới thấy năm nay hả? Mấy năm rồi là không có như vậy ha. Dạ. Mà năm nay như con nghe bà con chia sẻ là mùa hạn vô sớm không chú? Giúp mưa sớm quá. Dạ. Bên kia gì đâu mà đất nó nứt luôn kìa. Dạ. Vậy là bây giờ là ở ngoài kia là cái cống là đóng lại để ngăn mặn. Dạ. Dạ. Mình chị mình nhìn nước là nó cạn ra giữa lòng sông luôn kìa, dài ra ngoài kia là cạn rất là nhiều luôn nha. Ở đây thì khu vực của ai là người đó sẽ tự kè để chống sạt lở nha. Chứ ở bên phía địa phương thì không có tham gia. Như là khúc nhà của ai thì người đó tự bỏ tiền ra làm kè chống sạt lở. Là ông năm nay là 80 tuổi rồi đó hả? Ừ. Mèn ơi. Con nhìn con còn tưởng đâu là cũng nhỏ nhỏ, không ngờ 80 tuổi rồi đó hả? Mèn đét ơi. Này là thuộc dạng là lão tiền bối kỳ cựu trong nghề luôn rồi. Như cái tình hình mà hạn hán như vậy nè chú, thì có ảnh hưởng gì tới đời sống của bà con mình không chú ha? Dạ. Đây dài chẳng còn sạt lở dữ lắm ha không? Như vậy là nếu như mà cái con kênh này mà nó cạn như thế này rồi nước nôi bà con mình sinh hoạt làm sao không ha? Nước giếng không à? Xài nước giếng ha. Dạ.
gì vậy? Vậy là bà con ở đây là sinh hoạt là xài nước giếng. Đa phần là chắc là con kênh này là để tưới lúa rồi ha bác ha. Dạ. Rồi chưa? Rồi con cảm ơn ông nha. Con cảm ơn chú nha chú. Vậy là phần lớn là con kinh này là để xài sinh hoạt cho tưới lúa. Dạ. Kinh này chủ yếu là để phục vụ nông nghiệp thôi, để bơm lúa. Còn nước bà con mà sinh hoạt thì để xài nước giếng chứ không có xài nước ở dưới con kinh này. Nên chủ yếu là ảnh hưởng tới lúa thóc rồi nhiều á cô chú anh chị. Em đi dài dài vô bên kia để cập nhật tiếp tục cái tình hình ở đây nha. Bên kia là nước ha, có nhiều chỗ là mình thấy nó rất là cạn luôn, mình muốn thấy đáy của cái con kinh này luôn á, tại vì nó còn rất là ít nước. Còn bên kia là nó khô, là nó nứt luôn đất luôn. Khúc này khô nứt đất hết trơn. Chẹt bây giờ là ghe thuyền đồ đậu luôn chứ đâu có đi ra vô gì được. Nước nó quá cạn này. Đây cái này là ở trên giữa một cây cầu đi ngang cái kinh hội nè. Em quay trên này thì cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh cái con sông nó cạn tới mức độ nào nha. Đây dài dài kia là chỉ còn trọn lõn một xíu nước ở giữa dòng thôi. Hai bên là nó đang cạn từng ngày đó. Đây thì cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy là đất đồ là nó nứt hết trơn luôn nè. Xuồng ghe bây giờ là mắc cạn luôn. Mình còn thấy được cái dấu nước là cái chỗ ướt ướt đó cô chú anh chị. Từ đây mà chỉ mới có 2-3 ngày nay thôi mà nước nó bốc hơi, nó giật xuống nhiêu đây nè. Là khoảng giật của nó khá là nhiều quá. Đây đây dài vô trong kia thì những cái hộ gia đình nào mà người ta dư giả tiền bạc, người ta sẽ kè ở phía dưới, người ta kè lại để người ta chống sạt lở. Đó, đằng kia thì cũng đang kè chống sạt lở, đằng kia em thấy cũng đang kè để chống sạt lở nữa nè. Cái này mà theo như em đoán mà mấy bữa nữa thôi là con kênh này cạn nước luôn á cô chú anh chị, chắc hết nước luôn quá. Quá chừng ít nước rồi. Cái khúc này thì còn có một xíu nước nữa là hết nước luôn rồi nè. Có khúc còn rất là ít luôn. Còn ở chính giữa trọn lõn lòng sông khoảng chừng 1 mét ra. Đây từ đây qua bên kia là khoảng 1 mét nữa là hết nước luôn á. Đất đó thì nó khô cằn, nó nứt đất luôn. À, cô chú anh chị mình nhìn đất mà nó nứt nè, là chứng tỏ là nó đang bị thiếu nước rất là trầm trọng, nó rất là khô cho nên đất nó mới nứt như thế này. Dài dài phía đằng kia là em thấy là mấy cái ghe xuồng rồi đó, là đậu ở trên cạn luôn á. Dài dài phía này thì mấy chú đang xây lại mấy cái kè để chống
chống những cái sạt lở ở đây. Nước ở đây còn rất là ít. Con chào chú nha. Đang xây kè chống sạt lở hả chú? Dạ. Dạ. Có bao giờ mà cái con kinh này mà nó cạn vậy không chú? Cũng có mấy năm trước cũng có. Mấy năm rồi ta? Năm 2016 là khô luôn, không cạn khô luôn. À, nghĩa là mấy năm thì nó sẽ tái một lần vậy đó ha chú với anh. Năm nào mà hạn sớm là vậy là năm nay hạn sớm không chú? Hạn sớm. Dạ. Nếu như tình hình này mà tình hình này qua cỡ đầu tháng 3 là khô rồi. Đầu tháng 3 là nó khô cạn luôn. Khô kinh luôn. Dạ. Không được luôn. Dạ. Nếu như vậy thì cái đời sống bà con mình ở đây có bị ảnh hưởng gì nhiều không chú? Nó cũng ảnh hưởng gì. Dạ. Hết đồng người ta cắt hết trên rồi. Dạ. Dạ. Nghĩa là con kinh nước ngọt này chủ yếu mình để phục vụ cho bơm lúa rồi thôi ha, nông nghiệp ha. Chứ còn bà con thì sống có nước, nước giếng. Dạ. Là giếng khoan. Dạ. Này mình đổ trụ xong rồi mình xây lên hết chú. Xây kè lên. Dễ lại. Dạ. Con nghe bà con mình chia sẻ nói đây dài trong kia là có chỗ là nó cạn luôn. Thì dài nó kinh dòng qua bên kia là nó khô luôn. Là dòng qua gạch bào đó. Ra gạch bào hả chú? Ừ. Dạ. Bản kinh này là sâu nhất. Dạ. Mới còn cái này. Vậy là ở đây kinh hội rồi mình mới vô tới gạch bào. Dạ. Vô thẳng đoạn thẳng chừng cỡ 2 cây. Đây là mình đi thẳng ra đó. Đi thẳng luôn. Dạ. Qua mấy bên sông mình quẹo qua gạch bào. Dạ. Tới ngay chân cây cầu vàng vàng của bự ở trong đó đó. Dạ. Khoảng 2 cây số. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ. Rồi nước ở đây còn có chút xíu mà. Mấy ông mà bơm lên vuông lấy ra bên đây là nước ngọt. Dạ. Bên đây nước ngọt. Lấy lên vuông chạy vài bữa không kêu luôn. Vậy là cái con kinh này là nó nằm y gan như nằm trứng giữa vậy đó ha. Bên mặn bên ngọt. Bên đó nước ngọt. Dạ. Mặn kinh thì vẫn nước ngọt. Dạ. Bên đây nước mặn người ta làm vuông là người ta bơm kinh kêu qua. Dạ. Vậy là ít bữa nữa là con kinh này là nó sẽ cạn luôn. Đi qua sông mình hướng. Dạ. Nó cạn thì cạn, không ảnh hưởng tới bà con nhiều là được rồi. Ngay thì không ảnh hưởng gì nước, thì sinh hoạt thì phải có giếng bơm cho. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi dài dài với trong kia nha. Để cập nhật thêm cái tình hình ở đây nha cô chú anh chị. Nước đất chưa? Vậy là năm nay theo như bà con mình chia sẻ là năm nay hạn sớm. Vỏ ốc. Ốc chết. Rồi có mấy cái mà người ta đặt cá nè. Khô cạn hết trơn, bây giờ mấy cái đặt cá nó nằm chơ chọi ở trên luôn nè. Ghe tàu là nằm trên cạn hết luôn. Khúc bên đó em thấy là nó đang lở rồi cô chú anh chị. Bên đó là đang lở xuống đó, lở thêm xuống nữa đó. Này giống như là đặt chim đặt cò vậy chứ không còn đặt cá nữa. Nằm khơi khơi ở trên luôn nè. Mèn ơi, vậy là cái này là nó hạn là cũng khá là nghiêm trọng á, tại vì cái độ nứt của đất nó rất là sâu luôn nè. Sâu xuống dưới khoảng chừng 1,5 tấc, 2 tấc vậy đó. Dài dài đây nè.
kia cũng kè lại rồi hết rồi. Mấy chỗ nào mà người ta ít tiền người ta trống mấy cây tre. Ở đây là một cái con kinh. Con kinh kêu bằng rạch bào. Đây là một cái nhánh của kênh Hội để dẫn nước ngọt vào trong đồng ruộng cho bà con tưới lúa. Nhưng mà bây giờ là tình trạng là bây giờ là cạn nước luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đây trước màn hình cô chú anh chị thấy nè, hai bên bờ là cạn khô luôn. Đất thì nứt nẻ. Cái này chiều cao nó khoảng tầm gần 3 mét á. Cái con rạch này là khoảng chiều cao khoảng 3 mét mà bây giờ là nó cạn xuống tới đáy luôn kìa. Không còn một miếng nước nào luôn. Chỉ còn cái này không đủ cho cá lội nữa. Này là cái đường để đi dài trong ruộng để bà con bơm lên trên đồng ruộng tưới qua màu á mà cô chú anh chị mình nhìn nè. Nói chung về phần mà nước xài á thì bà con không có gặp phải gì nhiều khó khăn. Nhưng mà gặp khó khăn cái vấn đề ở đây á là cái con kênh Hội này là dẫn nước ngọt và nó chia cho những cái rạch nhỏ để dắt vô trong đồng trong ruộng để bơm nước lên trên ruộng. Là ảnh hưởng rất là lớn tới hoa màu, nhất là những người mà cắt sao nằm ở mé trong rạch Hội này là coi như năm nay là bể nợ luôn á cô chú anh chị. Tại vì lúa mà nó sắp sửa nó chín, nó cầm cháy me mà không có nước bơm á, thành ra là rồi nó chín háp hết trơn luôn. Mà thêm giá lúa năm nay là đang sụt giảm trầm trọng nữa. Mà kiểu mà lúa như thế này nữa là nó còn giảm nữa, cho nên là bà con là đổ nợ. Còn về phần nước xài thì không ảnh hưởng tại người ta có nước cây. Nhưng mà nước tưới đồng tưới ruộng là không có nước. Nó cạn kiểu này là nước đâu tưới đây cô chú anh chị. Đằng kia cây cầu kìa. Xíu nữa em sẽ chạy dài dài vô trong cây cầu đó luôn. Di chuyển vô khúc trong này thì ôi thôi, càng ngày nước càng cạn. Em thấy là dài dài vô kia là hầu như là không còn một miếng nước nào luôn. Đây cô chú anh chị mình nhìn cái cây cầu này, mình có thể ước lượng được cái mực nước lúc trước của nó nè. Và người dân ở đây phải chịu cái cảnh này từ đây, từ tháng giêng này cho tới tháng năm, tới khi có mưa thì con kênh này, con rạch này mới có nước trở lại. Và theo như chia sẻ thì mực nước là nó lúc chưa có cạn là nó tới đó đó cô chú anh chị, tới mực đỏ này. Mà bây giờ cô chú anh chị thấy nó hạn mà nó xuống đây là nó rút sâu khoảng tầm gần 3 mét á. Giờ là vỏ lãi, vỏ gì xuồng ghe gì đâu có chạy được. Nằm đó chịu trận. Khúc này là khô luôn nè. Khúc này là coi như là không còn một miếng nước nào luôn. Mấy cái chỗ nào mà nó hủng sâu thì nó còn được chút xíu nước. Còn mấy chỗ nào mà nó không có hủng sâu là coi như là nó cạn. Này là mình có thể đi qua bên kia kinh được luôn. Quá chừng rồi. Cô chú anh chị mình nhìn đất. Đất ở dưới lòng kinh nó ướt vừa gì mà coi nó nứt nè. Nó nứt kẻ nào cái nấy là khoảng hai ngón tay của em để vô mà còn lọt nữa nó nứt á. Là cái này là nó khô, dữ dằn khô. Nó không còn cái độ ẩm nữa.
và nó nứt hầu như là dài dài đường kinh luôn. Đây dài ra ngoài kia nè, cô chú anh chị mình nhìn thấy nè. Đó, cạn queo hết luôn á. Để em đi dài dài em cập nhật cho cô chú anh chị mình xem cái cảnh hạn hán ở Cà Mau nó như thế nào, để mình một phần nào đó đồng cảm với bà con nông dân mà mùa này người nào mà chưa có gặt mà ở mé trong là coi như là bể nợ, tội nghiệp bà con quá chừng. Cái cánh ruộng ở ngoài này thì đỡ một xíu là bà con ngoài này là cấp rồi, cấp ruộng hết rồi, bây giờ thì đang xới đất để cho chờ một vụ mùa mới. Nhưng mà những bà con mà dài dài phía trong kia, những ai mà chưa có cắt á là xấu mình luôn á. Em đi lên cầu em quay xuống cái khung cảnh này cho cô bác mình xem nè. Cảnh này thảm thương không cô bác? Màng ơi, nguyên con kinh mà nó cạn hết trơn, nước gì rồi, nước đâu mà tưới ba màu, nước đâu tưới ruộng. Này là ở trong ngọn rạch bào nè, trong này thì hình như là nó hơi sâu, nó còn đọng lại khoảng một xíu nước thôi. Còn ở ngoài kia là hồi nãy em quay ghi hình đó là không còn một miếng nước nào luôn. Nếu như cái tình trạng này đây kéo dài tới tháng 5 thì không biết bà con ở đây như thế nào. Rất là khó nha. Dài vô trong kia. Dài dài. Đây cũng có một số bà con sinh sống, nói chung là cũng sát mé nhau. Dạ con chào chú. Chú ơi, cái kinh này mình cạn như vậy thì tới tháng mấy nó mới có nước trở lại hả chú ha? Cái này nó tới mà khoảng tháng cuối tháng 3 qua tháng 4 có mưa xuống mới có nước. Ồ như vậy thì đây sắp tới rồi bà con mình tưới qua màu rồi nước ở đâu tưới chú? Bây giờ hết nước tưới. Bây giờ là coi như là chịu chặn luôn. Chịu chặn luôn. Có ai có khoan cây nước được ở ngoài thì còn tưới được. Dạ. Còn không có rồi. Trong địa bây giờ nó sắp vô hết. Màn ơi. Vậy là bà con phải chịu chặn từ đây tới tháng 4. Tháng 4 mới có nước chứ sao. Trời ơi. Cái tháng 3 mà cuối tháng 2 qua tháng 3 nó cũng chưa có mưa. Dạ. Mà cái tình trạng này là năm nào cũng vậy hả chú? Không có năm nay hả? Năm nay cách nay lâu cũng 4-5 năm cũng có khô lần. Hồi 4-5 năm trước cũng khô lần. Khô lần mùa khô nẻ luôn á. Dạ. Rồi mấy ông mới giác lại lần một đợt rồi nó không khô. Dạ. Năm nay khô. Trời ơi. Vậy là dài dài trong kia còn những cánh đồng nào mà chưa gạt không chú? Giờ nó gạt hết rồi. Gạt hết rồi ha. Chứ nếu như tình trạng này mà bà con mà chưa gạt cái nữa là thôi xấu mình luôn. Chưa gạt là hết luôn. Dạ. Năm nay làm như là hạn nó tới sớm hơn năm rồi hay sao chú? Sớm hơn với năm nay hạn sớm mà với người ta xạ lúa hơi trễ đó. Dạ. Cái ta bơm nước lên ruộng. Dạ. Mà có người cũng thiếu nước, dạt thì nhà miệt dưới nó cũng thiếu nước nhiều, thiếu nước bơm. Dạ. Bơm dưới khô kinh luôn. Vậy là con kênh chủ yếu là phục vụ cho nông nghiệp. Nông nghiệp. Chứ còn nước xài thì bà con cũng không đến nổi ha. Nước xài với trong cây nước không à? Dạ. Chỉ là ảnh hưởng tới nông nghiệp thôi. Nông nghiệp. Đây dài vô trong kia là chắc có khúc là nó cạn khô luôn hay sao chú? Khô luôn, bây giờ nó cũng vậy chứ có chỗ khô gan luôn. Khúc ngoài kia chỗ đầu kinh rạch bào là nó khô rồi đó. Khô rồi đó, dài tổng khô rồi, khúc này nó còn ít nước, cái đỉnh vừa dài ra ngoài vừa mấy cái nhánh là nó khô hết. Dạ. Năm nay khô sớm. Dạ.
màng ơi. Vậy thì những bà con mà dài dài trong kia mà bà con nào mà chưa ấy lúa xong là coi như là thất luôn rồi. Mấy cái chủ mà sẽ sao là không có nước bơm luôn. Không có nước bơm vậy rồi ruộng mình nó sẽ sao chú? Là coi như là nó lép hạt hết trơn luôn. Trời ơi. Cái giạc miệt từ xã Khánh Bình Đông dài xuống dưới đó là xã sao. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ. Nguyên một chiếc ghe luôn. Để nhận chở thuê mà giờ hết nước rồi. Hết chở thuê gì được luôn. Cái kênh lớn mà nó còn dày. Mấy kênh nhỏ hồi nãy em vô chia sẻ của chú anh chị đó là nó cạn hết nước luôn á. Mạng ơi coi kìa. Một cảnh tượng không thể nào mà bây giờ không biết dùng cái lời gì để diễn tả. Bây giờ em đang đi ở dưới lòng sông. Đi dưới lòng sông để mà ghi hình cho cô chú anh chị mình xem luôn nè. Này là cô bác chia sẻ là tầm chừng một tuần nữa thôi là hết nước, là mình đi bộ qua bên kia kinh được luôn á. Đất bây giờ đi tới đâu nó cũng nứt hết trơn. Có chỗ thì lỡ nữa. Mấy năm thì nó sẽ tái diễn một lần. Và nghe bà con hồi nãy chia sẻ là cũng khoảng 5-6 năm rồi thì tình trạng nó mới tái lại á. Cô chú anh chị mình nhìn dưới cầu nè. Nước lúc đó là tới đó. Bây giờ nó hạ xuống sát dưới đáy đìa luôn. Có hai cô đang làm cái gì nè. Ủa mình làm cái này là làm gì cô? Cái này mình làm cái này là làm gì? Gao đắng đắt á hả? Ô ngộ quá ha, nào giờ con không biết cái này luôn ta. Dạ. Năm nào cái con kinh hội mình ở đây nó cũng cạn vậy hết hay sao hả chị? Có năm cạn năm nay. Dạ. Ở đâu mới biết cái này? Dạ con ở Long Xuyên, An Giang nè. Về đây quay ghi hình bà con Cà Mau mình bị hạn hán nè. Dạ. Cái này quay đăng lên chia sẻ cho bà con mình biết cái cảnh hạn hán ở Cà Mau. Vậy là cái này là năm nào nó cũng gì hết hay sao chị? Năm. Dạ. Dạ. Coi như năm nào mà nó cạn nhiều quá là nó bị sạt lở. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Rồi. Có khi nó sụp nguyên con lộ luôn á. Dạ. Dạ. Cái con nước để mà nó đỡ cái làng bờ lại. Dạ. Nước đầy đủ thì nó
đầy đủ sự năng của nó, còn nó rút nó cạn xuống cái sình nó dễ chạy xuống, nó dễ chạy xuống gì nữa, nó chạy xuống là nó dễ sập. Dạ. Nó chết nặng rồi cái sức khỏe của đứa nó không có sự dằn cái thần kinh lại đó. Dạ. Nó dằn cái đường bờ mình lại được. Năm nay là nước nó cạn nhiều không chị? Em thấy trong gạch bào hồi nãy em vô em quay là nó cạn luôn. Giờ ghe đâu có đi vô đây được. À, không còn miếng nước mà luôn. Ừ, chỗ là khô luôn. Như vậy nó cạn như vậy thì có ảnh hưởng gì tới đời sống của bà con mình đây không hả chị ha? Cũng có chứ, đi không được thôi. Đi đứng không được là cái gì xuồng ghe đồ người ta đi mua lúa rồi nè. Dạ. Ồ, vậy là nếu như mà cạn nước như vậy là bà con bán lúa, có người người ta bán lúa không được luôn. Có người vô trong kè cống lốc rồi đó, em đâu có đi vô được. Dạ. Người mà người ta chuyển lúa khó khăn rồi đó. Dạ. Người ta phải chuyển xuồng rồi bắt đầu mới bán qua mấy chân gian. Ồ, vậy rồi còn lời lớn gì nữa đâu, đổ nợ luôn. Người ta phải mướn xuồng, mướn đồ để mà chuyển lúa về. Rồi nói chung là mùa này thì không có mưa, ướt lúa thôi. Dạ. Chứ cái khu nào mà có mấy chắc á, ta đem lúa vô tận nhà thì đỡ. Dạ. Đó. Dạ. Nghèo khổ rồi đó. Thì cũng cực đó. Khó khăn lắm. Thấy cái mùa nước vậy đó. Thì ở đây cũng nước vàng. Dạ. Ở mùa hạn này mà công kinh nào khô rồi xuồng ghe không có mà nó cắt nó. Nó bỏ cái này là xỉu. Dạ. Nó vô không được á. Dạ. Chỗ khi mà nó khô thì cũng chỉ theo máy cắt nó vô được. Còn nó vô không được là cái chỗ đó mà phải giác lúa phải đồ cực lắm. Dạ. Ví dụ như con kênh này, cái người mà người ta mua lúa thì ta phải chịu lỗ. Cái vô lỗ là phải vốn rồi, chở lúa. Dạ. Còn cái người bán thì không được bán mắt, phải bán dĩa. Dạ. Người mua, cái gì đó, cái thu nhập nó sẽ giảm rồi. Lúa nó mất giá. Dạ, mà năm nay như lúa nó cũng sụt giá vậy lắm hả chị ha? Cái khu nào người ta dễ bán thì người ta không sợ lúa ế. Dạ. Dạ, cho nên giá lúa nó bị sụt lại. Dạ. Dạ. Trăm dạ thì ta lên được 3 triệu đi, ví dụ đi. Dạ. 3 triệu đi, nãy ví dụ mùa này khó khăn thì người ta mất đi 3 triệu. Dạ. Cái rau này mình bẻ vậy mình làm gì ăn chị? Nhúng cháo không thôi là mình nhúng lẩu chua. Nó giống rau đắng bình thường mình không? À, không, rau đắng mình bình thường mình nói thì ăn đau bụng, còn rau này ăn không có đau bụng. Ngộ ha. Ăn không có đau bụng. Dạ, nó cũng đắng như rau đắng mình ha. Ồ, ngộ quá ta. Nó cũng chuyện làm về gan rồi nè. Trời, lần đầu em biết luôn nha. Mà mình nhúng cái lẩu chua đó, là mình ăn nó lại ngon, nhúng cái lẩu chua nó ngon hơn là cái lẩu ngọt. Dạ, cái này nãy chị nói là rau đắng gì chị? Rau đắng đất. Rau đắng đất. Dạ. Rau đắng tới bắt đầu có mùi sương sương đó. Dạ. Cái này là mình bẻ bán hay bẻ ăn chị? Bẻ sang cho người ta. Bẻ sang lại ha. Cái này người ta mua mình lại người ta mua ký hay sao? Mình sang ký vậy đó. À. Hai ba chục ngàn. Dạ. Ôi nhìn nó ngộ quá ngộ ha. Em lần đầu tiên em mới biết cái loại rau này luôn á nha. Nào giờ không biết luôn. Chưa ăn lần nào luôn. Chỉ biết cái rau đất mình thôi. Dạ. 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 Ăn rau nhiều tốt. Đúng là nổi tiếng. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Nói chung là mình ăn thì những cái nơi khó khăn gì nè. Dạ. Người ta lúc nào cũng phải thắc mắc hết trơn, cũng phải xuống khó. Dạ. Rồi mấy con kinh nhỏ rồi nữa. Ví dụ như con này là con kinh lớn. Dạ. Vô mấy cái con kinh nhỏ lại là khó cái gì đó. Khó vô xe của nó. Đúng rồi. Người ta phải giác. Người ta mới nhúng vừa giác á. Dạ. Giác hồi lộ, bà bò luôn. Đúng luôn. Dạ. Vừa giác. Mà được thấy cái người nào. Nói chung là
cái người nào mà có máy cắt cắt thì cần xuống xuống nha. Dạ. Mấy người cắt tay rồi giác vô từ đó đửa. Đúng rồi. Xíu rồi. Tới mà ăn xong xong cái mùa ruộng là không mình ăn gì được. Dạ. Cái ruộng không là đói. Tới mà vô rồi chứ cũng hết rồi đó. Dạ. 50 đi. Có dạng như mà không có phương tiện đầy đủ thì mặn rồi, chứ không hết rồi. Dạ. Ăn uống chi phí rồi hết. Mà mặn chuyển khác lại không được nữa. Dạ. Có mấy người có mặn phương tiện đầy đủ thì người ta mặn được chuyển khác nữa. Để nguồn vốn người ta có. Mấy người khó khăn rồi là vốn không có, lại là thiếu thốn đủ thứ. Dạ. Mặn xong thì cũng hết rồi, mà không làm tây quanh mà muốn chết thì cũng Yeah. Mấy người đó là mấy người khó khăn, bằng ăn khó khăn thôi chị không có. Tại bệnh như vậy thì nhiên là người ta thiếu được đủ nhiều rồi. Dạ. Những cái nơi không có phương tiện lưu thông. Mình không dễ rồi. Phương tiện đây người lại có mà mình ăn thu nhập tao lại cao, dễ có dư. Ra nguồn vốn người ta mình ăn ngủ nhiều về được. Cái phương tiện lưu thông cũng như là có cái này cũng kỳ thi là cái gì nó cũng không thể. Dạ. Mà đầy đủ chuyện như mình dùng có phải là khỏe không? Dạ đúng rồi. Con trong nhà của mình muốn dụng, mình ăn là thiếu thốn đủ thứ chứ. Cô chú anh chị mình nhìn bên cái mé ở bên này, ở khu vực này là nè, nó khi mà nước nó ròng xuống thì mình có thể thấy được những cái chỗ mà nó sắp sạt lở nè cô chú anh chị. Nó rất là sâu luôn. Đây là những cái bụi tre ở cặp bên mé đường nè. Và cái chỗ này mình thấy nó sâu hút vô trong luôn kìa. Chỗ này là lơ mơ lần nữa nó sụp lên tới cái đường luôn á. Dài dài đây nè. Dài dài đây là những bà con nào mà có điều kiện là người ta sẽ bắt đầu người ta làm kè. Khúc trong này thì còn được một miếng nước. Nhìn một bầu khung cảnh là nó mênh mông vậy nè. Ở chính giữa còn được có chút xíu nước à. Đây bà con đang đốn tre. Đốn cái bụi tre này để người ta làm kè. Ta kè lại để giữ cái chỗ này cho nó đừng có bị sạt á cô chú anh chị. Mấy cái tre nè. Mấy cái tre đốn nè. Tre này còn non mà cũng phải đốn luôn á. Dài dài đằng kia, dài ra ngoài kia luôn. Là chỉ còn ở dưới lòng sông là một chút xíu nước thôi. Dạ con chào chú nha. Dạ chú ơi, cái tình hình cái con kinh hội mình ở đây nè, cái con kinh nước ngọt mà dẫn nước vô trong đồng ruộng á, là cũng như là năm nào nó cũng cạn như vậy hay sao chú? Đúng rồi, năm nào cũng cạn vậy hết. Dạ. Năm nay cạn, cô có năm thì nó hơi vậy, có năm hơi hơi còn hơi đậm chút. Dạ. Năm nào cũng vậy hết. Từ năm tám giờ là vậy luôn. Dạ. Là con kinh này còn mấy con kinh trong là khô luôn á. Dạ. Con chú đi qua nói cô đi qua xong luôn đó. Dạ. Nếu như mà nước ngọt mà nó khô vậy thì có ảnh hưởng gì tới đời sống của bà con mình đây không bác? Mình thấy đây người ta cũng xài nước, cái nước nhiều. Dạ. Cũng ảnh hưởng mấy người trồng rẫy thôi, không có bây giờ như còn người ta còn bơm lúa rồi dùng dưới á. Dạ. Trong nước luôn. Ồ vậy là mấy cái chỗ mà làm lúa mà dùng dưới. Năm nay chắc này là thiếu nước dữ lắm luôn. Thiếu nước vậy rồi thêm giá lúa nó xuống nữa là bà con năm nay nè. Rồi bán ghe vô không được nè. Dạ. Xe nó mướn nó ép mình rồi nó cơi tiền xe lên. Dạ. Ép lúa mình. Dạ. Ví dụ mình thị trường 9.000 nên ép còn 8.000 lấy số đó mướn xe chở rồi ra xe lớn. Dạ. Dân thì khổ ép dân thôi. Mà theo như chú là một người địa phương ở đây, chú thấy có năm nào mà nó cạn sớm như năm nay không? Con chung chung là cỡ này là nó cũng cạn rồi, chứ năm rồi thì nó cạn chậm hơn này. Dạ, vậy là năm nay là cạn sớm hơn. Bị năm nay người ta trẻ nè. Dạ. Bơm nhiều, ta bơm vô, ta dựa, ta trồng rẫy nữa.
không phải ở đây không, nhưng mà nó dùng dưới nó bơm ở đây nó rút hết trên Trần Thời nè. Dạ. Vậy là cũng như không có ảnh hưởng tới đời sống của bà con mình, nhưng mà ảnh hưởng tới hoa màu ruộng lúa. Ừ, đúng rồi. Tại không có nước ngọt mình bơm lên. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, vậy là mấy bà con dùng dưới là năm nay là mệt. Ừ. Tại vì nếu như mà cắt trễ mà kiểu này gặp tình trạng mà không có nước kiểu này nữa. Ừ. Không nước. Dạ. Cắt trễ là nó thiếu nước nè, lúa nó phát nè. Rồi nó lệnh ép giá người nông dân nè. Nó ép nó lấy số tiền đó để nó mướn xe lòi ra cho mình. Dạ. Đâu có lời. Cái tình trạng như thế này thì khoảng bao lâu thì cái con kinh mình nó mới đầy nước trở lại hả bác? Mưa xuống rồi. Tới tháng mưa nó mới đầy rồi. Tới cỡ tháng 5, từ tháng 5 có mưa là bắt đầu nó mới đầy rồi. Mèn ơi, vậy là bà con mình đây phải chịu đựng từ tháng Giêng cho tới tháng 5. Tháng Giêng tháng 4 đó, nếu có tháng 4 thì mưa, còn chút đỉnh đi xuống được. Không mưa là lọt tới tháng 5, mưa là tới tháng 5 luôn. Vậy rồi trong cái khoảng thời gian mấy tháng trời đó, rồi nước ở đâu bà con mình tưới tiêu rồi chờ rồi bác? Cũng như mình có thủ trước ha. Dạ. Dạ, cũng như mình gán cầm cự cho nó qua mấy tháng hạn. Rồi con cảm ơn bác nha. Dạ, con chúc gia đình mình năm mới ăn khang thịnh vượng nha bác ha. Dạ. Dạ. Rồi và có lẽ là video này tới đây thì Hoàng Nam Vlog cũng kết thúc video ở đây ha cô chú anh chị. Mến chúc cô chú anh chị ngày mới thật là nhiều niềm vui. Luôn thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp cả nhà ở video sau của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.